uất hận càng lớn, chấp niệm càng sâu, âm hồn càng nặng. Tương truyền, những người con gái chết trẻ vì bị giết hại thường xuất hiện luẩn quẩn trên dương thế, vì muốn thấy kẻ thù nợ máu phải trả bằng máu. Đối với người anh hùng như Võ Thị Sáu, sự căm hận thực dân khiến cô sau khi bị tử hình đã trở thành biểu tượng linh thiêng nhất, khiến bọn lính Pháp bao phen khiếp vía hóa điên hóa dại. Sự oan ức này bắt nguồn từ một đứa trẻ được sinh ra khoảng 60 năm trước. Khi đó tại Vũng Tàu, có gia đình ông Hội và bà Đậu sinh được 7 người con. Hai ông bà chẳng thể nào biết được đứa con thứ 6 mà mình sinh ra sau này sẽ có số phận cực kỳ đau đớn và oan trái, chết không nhắm mắt. Cô Sáu sinh ra vừa đẹp vừa giỏi giang, lại hiểu chuyện. Khi nghe rằng anh trai đang trong cứ điểm Pháp không thể tiếp tế, bèn lén băng rừng tìm anh lúc trời đêm. Trong mắt người con gái trẻ tuổi khi ấy, không hề có nỗi sợ. Bén duyên với công việc giao liên, kể từ đó, cô Sáu liên tục lập được nhiều chiến công. Nhưng ai ngờ, số phận bi kịch của cô chỉ mới bắt đầu. Dù lường trước công việc này, khi bước chân vào đã phải bán mạng sống cho quý dữ, nhưng Võ Thị Sáu lại chẳng sợ hãi. Cái ngày bị bắt đi, trong lòng có vùng vẫy, có sự không cam tâm, nhưng cô chưa từng hối hận vì đã tham gia cứu nước. Cô gái 14 tuổi chính thức rơi vào tay giặc. Ngày bị hành hình xử bắn, cô Sáu khi ấy từ chối bịt mắt. Ngược lại, hai mắt cô rực sáng, vừa nhìn chằm chằm tên xử bắn, vừa ca hát, vừa hô to: "Chiến sĩ Việt Nam!" Lên đàn, nụ cười và ánh nhìn chằm chằm đó ám ảnh tên lính Pháp, khiến hắn run rẩy không giữ nổi súng. Gã phải bịt mắt mới dám bóp cò, phát súng đầu chưa giết được cô, người đầy máu, nhưng cô vẫn chằm chằm nhìn bọn lính, mỉm cười ma mị và ca hát. Tiếng ca như tiếng oan hồn đòi mạng đầy chết chóc, khiến toàn trường hóa đá. Duy chỉ có người con gái ấy là tâm điểm. Ánh mắt đó ám ảnh bọn lính suốt cả đời, vì đến khi chết, cô vẫn mở to hai mắt với đầy hy vọng vào cuộc sống. Cô gái trẻ, mãi mãi dừng ở tuổi 18 đẹp nhất. Khi ấy, cô vẫn không có nỗi sợ hãi, chỉ có niềm tin rằng tự do rồi sẽ đến. Chỉ là cô không còn thấy được nữa, nhưng vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho ngày đó. Mỗi đêm, bất cứ ai có mặt trong ngày xử bắn đều liên tiếp mơ thấy ác mộng. Một người con gái mặc áo dài trắng, tóc cài hoa đỏ, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ. Sau đó, máu xuất hiện khắp người của cô, thân hình dần dần bước về phía họ. Giấc mơ lặp đi lặp lại, thậm chí có những người không chịu được sự tra tấn đó, đến đập phá bia mộ để mong được giải thoát. Trái ngược, họ thấy cô xuất hiện thường xuyên hơn, vẫn bộ áo dài trắng tươm, đi từng nhà nhìn chằm chằm hồi lâu rồi biến mất trước khi trời sáng, khiến bọn lính hôm sau gầy dọc xương và hóa dại. Sự linh thiêng của người con gái anh hùng chết trẻ khiến nhiều người đau xót. Có lẽ sự linh thiêng này xuất phát từ chấp niệm chưa nhìn được lũ giặc Pháp bị đuổi đi khỏi bờ cõi, khiến hàng ngày cô đều trở về để chứng kiến một ngày đất nước được tự do mới có thể xong tâm nguyện và an nghỉ. Người con gái trẻ măng, giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính, vẫn ung dung mỉm cười. Ngắt một đóa hoa tươi, chị cài lên mái tóc. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Bấm đăng ký kênh để cùng nhìn lại những sự kiện đặc biệt trong những trang sử của nước Việt.